Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay ở Hà Nội thì đang mưa khá là to. Chiếc xe mà em mới nhận được là chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc này thì nếu như anh chị theo dõi em thì anh chị cũng nắm được. Em có một chiếc Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp sản xuất năm 2021. Đó, chiếc này em còn chưa được nhìn nội thất luôn. Ra đây thấy cái thì quay luôn để cho mọi người có thể xem. Tại vì chiếc này thì chẳng khác gì một chiếc xe mới cả. Mới chạy được có 1.000 km thôi. Đó. Sơn zin còn 100% luôn. Bây giờ thì hãy cùng mọi người xem nhá. Chiếc này em còn chưa được ngắm luôn đấy ạ. Em còn chưa xem luôn, chưa biết là bên trong nó như nào. Đó, có người của em ở đầu Sài Gòn đi mua. Nhìn ra cái nước sơn đã thấy thích rồi đúng không ạ? Tại vì nghe có vẻ như là cái sơn này nó đã được phủ một lớp ceramic rồi, nên là nước mưa mà nó chạm vào ấy, nó rớt xuống luôn, nó không đọng lại trên xe. Đó. Uầy. Đây. Không làm quý anh chị thất vọng đúng không ạ? Cái ni lông này. Đó, còn nguyên bản, nguyên zin luôn. Cái này là bạt phủ xe luôn nha mọi người nha. Chiếc xe này bây giờ em mới được nhìn và cùng mọi người ngắm luôn. Có cả cửa sổ trời bản full mà. Đầy đủ hết, không thiếu bất kỳ một tính năng nào hay là dụng cụ nào của chiếc xe cả. Bản full option cao cấp nhất. Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu. Chiếc xe này thì chắc chắn là em sẽ cho vào cái list danh sách xe siêu siêu lướt của em rồi. Tại vì có 1.000 km chẳng khác gì một chiếc xe mới cả. Đó. Thì ui, ở đây nữa này, ni lông này còn bọc rất. Ui, ấn tượng quá mọi người ạ. Thật sự là chiếc này mà không mua thì có lẽ là không nên mua đi mua xe cũ nữa. Chỉ mua được xe mới thôi. Thật sự là chiếc xe này mà còn chê thì em chắc chắn luôn là không tìm được chiếc xe khác đâu ạ. 1.283 km, mọi người có nhìn rõ không ạ? Đây em để mọi người nhìn rõ hơn một chút. 1.283 km ạ, phiên bản máy dầu, ni lông. Ui dồi, chiếc Santa Fe này, em sẽ đặt tên cho nó là chiếc Santa Fe ni lông mọi người nhá. Đó. Giải thích thêm với mọi người một chút là tại sao mà nó, mọi người cứ bảo là sao 2021 mà nó vẫn là cái form này, cái cần số này. Thì xin chia sẻ thêm nhá. Là đầu năm 2021 Hyundai Motor Show vẫn sử dụng và vẫn sản xuất xe này, vẫn sản xuất cái loại cần số thường này. Đến tận cuối năm thì mới ra cái phiên bản cần số nút nha mọi người nha. Nó là form mới một chút, la răng nó khác. Thì mọi người cũng đừng thắc mắc quá là bảo là đây là 2020 hay là 2021. Em chắc chắn và em khẳng định chiếc xe này của em sản xuất năm 2021. Đăng ký về đầu năm 2021. Cho nên là vẫn là form này. Mọi người có thể nhìn thấy này, ni lông này. Đó. Em khẳng định luôn là nếu như mà quý anh chị mà còn lăn tăn về chiếc Santa Fe này thì không thể tìm được xe cũ để mua đâu ạ. Chỉ mua được xe mới thôi. Đó. Chiếc này thì không có gì mà phải lăn tăn, chỉ có quyết định về giá hay là mua xe mới hay là xe cũ thôi. Đó. Ni lông này, ngay cả ở đây nó vẫn còn cái ni lông. Thật sự là đầy nữa. Chiếc này em gọi là Santa Fe ni lông mọi người nha. Đấy, đầy đủ. Ui ở đây này. Ui à. Cái này thì không nên gọi là xe cũ đâu ạ. Nó phải gọi là xe mới. Ở đây nữa. Ui rồi mọi. Thật sự là quá là ấn tượng luôn. Chiếc này thì có lẽ em cũng không phải quay nhiều đâu. Mọi người xem thì tự cảm nhận thôi. Xe như này thì chỉ có chuyển tiền hay là không thôi ạ. Phiên bản máy dầu mọi người nhá, cao cấp nhất. Trên bản cao cấp thì sẽ được trang bị ghế da màu nâu. Đó, ghế da màu nâu như này. Và có thêm cảnh báo điểm mù ở chân gương. Này em sẽ mở cho mọi người xem nhé. Đây, mọi người nhìn gương đây có thấy không ạ? Cái này do điện thoại em lấy nó không được nét lắm. Đó, nó có điểm sáng này, đó. Thì nó là điểm mù ở chân gương, cảnh báo điểm mù. Và trên bản cao cấp này thì có thêm sấy ghế này, sấy ghế và sấy nóng, sấy vô lăng. Đó, cứ để ý cái tính năng này là ở trên xe các cái bản khác không có đâu, phải bản cao cấp mới có cái này. Và trên bản cao cấp thì có ghế da hai màu, màu nâu. Đó, mọi người cứ so sánh cái đó cho em. Rồi, chiếc xe này thì em xin phép quay ngắn gọn này thôi, không cần phải xem nhiều đâu. Chiếc này mà còn phải lăn tăn thì chắc là chỉ đi mua xe mới thôi ạ. Rồi, em xin ngắn gọn với mọi người một chút. Em bán chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu, phiên bản ni lông này
Bản cao cấp ni lông này thì bán với giá là 1 tỷ 220 triệu mọi người nhá. 1 tỷ 220 triệu. Đó, cực kỳ ưu đãi. Và tất nhiên là nếu như anh chị mua xe này thì sẽ tiết kiệm được với xe mới ở Hà Nội khoảng cơ 100 đến 120 triệu thôi ạ. Đó, tùy anh chị nghiên cứu và quyết định. Quyết định mới hay là cũ thì do ở quý anh chị. Em là Song Thảo. Cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nếu như anh chị rảnh thì có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng em để có thể xem xe và trải nghiệm thực tế về chiếc xe. Ở đây thì có kênh YouTube của em Song Thảo và có số điện thoại của em ở đây. Mọi người qua đây thì có thể alo cho em. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe ô tô khác nữa đã qua sử dụng. Anh chị có thể đổi các chiếc xe của mình lấy chiếc xe này, hay là bán chiếc xe của mình mua xe của em, hoặc là mua xe em sẽ giao toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Chiếc này thì không có gì mà phải lăn tăn nữa rồi. Chốt xe mới hay là xe cũ, mời anh chị cân nhắc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.